Chào tất cả anh em nhé. Thì hôm nay mình quay trở lại với anh em, mình quay cho anh em xem cái môi của mình. Thì đây là cái setup cái khu thương phẩm, môi thương phẩm rồi lên đen của mình nhé. Anh em có thể tham khảo đóng góp ý kiến. Đây, ok, mình sẽ đi. Ok, đây. Ok, của mình chiều rộng 6m, chiều dài là 18m. Mình chưa bỏ lên luôn, bỏ lên trên giá luôn. Okay. Và cho anh em tham khảo. Ok nhá. Cái giá này thì mình làm hiện tại là 3 đồng. Ok, lúc trước mình đã chia sẻ với anh em rồi ấy. Cái này thì cũng đơn giản thôi. Anh em đi mua những cây inox để anh em hả? Thì nó cũng đơn giản thôi mà. Mình sẽ lắp được hiện tại này có để ánh sáng nhé, để ánh sáng đề phòng khi mùa đông trời mưa ẩm ướt, nhiệt độ cho nó thấp thì cái môi trường bên trong không khô, thì mình có thể sẽ đặt lại cái đây là mình để hai cái vòi gió này. Ok, và đằng trước là mình sẽ đắp thêm đường phun sương tại mình cho là mình ok. Đấy, anh em tham khảo nhé. Mình chia khoảng cách thì cái này thì định được không? Tính là mình sau này khi mà phát triển mình cần thêm ấy thì mình sẽ đặt hai sách nữa, chia lên khoảng 2 tầng nữa. Sau đó đến một sách 2 tầng, một lối đi và một sách 2 tầng và một lối bằng một sách cao. Ok, một sách cũng là để khay, nhưng mà mình sẽ sắp hai cái này mình nắm luôn. Là như nhiều anh em thì người ta giữ, người ta qua quá trình người ta thấy bất cập thì người ta cũng không nói gì đâu, nhưng mà mình thì mình sẽ hết luôn. Mình thấy rằng nên nuôi được ở dưới nền xi măng là tốt nhất. Không có diện tích thì các bạn lên tầng, mà lên tầng thì mình nghĩ là lên máng dài sẽ ok hơn. Cái việc mà mình làm thì sẽ ok hơn, nhanh hơn, mình đỡ mất thời gian là những bạn. Tại vì trong quá trình mình ủ trứng và mình lúc còn nhỏ thì rất là ok, nhưng mà khi mà lớn lên thì hiện tại thì chưa lên tầng và chưa không cần phải tối đi nên mình dùng. Đơn giản, nuôi thì để nuôi thương phẩm để dùng cho gà cá cút luôn. Đấy thì mình nghĩ là tầm khoảng 10 đến 12 đến 15 ngày đó. Okay. Còn đấy là anh em có thể thu thực phẩm, còn nếu mà nuôi đấy lên để lấy trứng thì anh em phải mất nhiều thời gian. Chuẩn bị chuyển vào khu nhà bố mẹ rồi. Tối bạn đỡ mất chi phí bóng đèn cái thêm gần tí. Anh em mà có nhu cầu cái nhộng thương phẩm hay là cái trứng thì mới alo cho bên mình.
qua số điện thoại 0886668116. Anh Đức mình sẽ để ở bên dưới để anh em có thể tham khảo. Ok, anh em có thể qua Zalo hỏi, có đọc qua một kiến. Mình thì mình trẻ với nhau thì anh em nói thật với bạn là các bạn biết đến đâu thì nói đến đấy, chứ không có nhiều chỗ anh em phải giấu bài. Đối với mình thì anh em trước sau thì anh em biết giờ thì một công nghệ thông tin rồi, đúng không? Mừng.